cùng quý chư thiên vị, cùng quý khán thính giả của kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức. Hôm nay chúng tôi trở lại với phần trình chiếu một cái phim mà căn cứ theo những cái lời tiên tri ở trong sách Khải Huyền. Và chúng ta cũng thấy bên cao đài đã thâu tóm ngũ chi hiệp nhất, tam giáo đồng nguyên, ngũ chi hiệp nhất. Và phía bên Hòa Hảo, từ Đức Phật Thầy Tây An đến Đức Giáo Chủ, Huỳnh Giáo Chủ, đến những vị như Đức Bổn Sư và như Đức Sư Vãi Ban Khoai, và rất nhiều những lời tiên tri cho cái thế kỷ 21 này của chúng ta với 8 tỷ người đang an ngự. Và chính vì thế, tôi không phải người nói thiên cơ, mà tôi là một người được sinh ra để sẽ thực hiện thiên cơ và làm theo những điều mà trong Khải Huyền, trong tất cả các chương sách ở trong Khải Huyền đã phơi bày và sáng tỏ, nằm trong cái gọi là thiên cơ. Và đến kỷ nguyên thứ 21 này thì không còn nói thiên cơ nữa, và những chư vị xuống thế đều phải thực hiện, thực hành, thực thi cái thiên cơ mà nhân loại, loài người phải đón nhận. Chính thế, tôi phải xuất du ra Tây Phương, và tôi ở tiểu bang California suốt 39 năm trời, và cho đến năm 2012, theo thiên lệnh của đấng tối cao, của cha, của mẹ, trời, đất, tôi đã hồi hương trở về đất nước Việt Nam. Vì được biết tất cả đại thảm họa sẽ giáng vào cuối cùng 3 năm, 19, 20 và 2021. Năm 19, bao nhiêu những sự cháy, thiêu đốt toàn bộ cái châu Mỹ. Và đến năm 20 thì nước đã làm nước tàu chìm ngập trong nước. Và đến năm 21 thì bắt đầu chuyển động từ tháng 1 ta âm lịch, và tất cả đến dương lịch cũng bắt đầu. Và kể từ hôm mùng 1 Tết năm Tân Sửu đến nay, không một ngày nào yên, tai nạn hoành hành trên toàn thế giới. Chính vậy, và tôi đã phải hồi hương về Việt Nam theo thiên lệnh, và để cứu một phần nhân loại trên thế giới, có nghĩa là chọn lại những người có đức độ, có tình thương thì sẽ được tồn tại ở thánh địa Việt Nam. Và cũng chính vì vậy mà 18 vị vua hùng của nước Việt Nam cũng cùng xuống với tôi, cùng đầu thai xuống thế trở lại. Và bây giờ các ngài đã có mặt để chuẩn bị cho một cái sự điều hành cái thế giới mới, điều hành cái quả cầu mới
chỉ có 18 nước. Và qua ba cái thông chi thứ nhất, thông chi thứ hai, thông chi thứ ba, tôi đã thiết tha kêu gọi người Việt Nam sẽ được cứu. Do đó mà quý vị thấy hiển nhiên dịch Covid hoành hành trên toàn thế giới, nhưng nước Việt Nam của chúng ta đã được hào quang của cộng đồng chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần che chở. Do đó mà gần như đến bây giờ không còn một cái người Việt Nam nào bị dính cái Covid ở trong nước. Nhưng có những người ở các nước ngoài đem sẵn hồi hương, hoặc vì những công vụ việc quý vị đó trở về Việt Nam và đã mang theo cái virus, cho nên phải được đưa vào các cái nơi chốn cách ly. Và nhân dân và chính phủ Việt Nam đã làm tròn cái phần vụ cách ly và rất là tận tâm tận tình. Do đó mà ít có người phải chết. Thế nhưng giờ này xuyên qua cái tất cả những, tôi phải nhắc lại những cái kinh thánh khải huyền như vậy. Do đó mà bây giờ cái kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức đã ba lần gióng lên cái tiếng kèn trời, và chúng tôi đã viết lên những bản nhạc và kèn trời và đã thực hiện. Chính vì vậy mà hôm nay trước khi trình chiếu cái đoạn phim để hầu đến, để cống hiến đến chư vị và quý khán thính giả của kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức, chúng tôi có đôi lời để nói về cái việc thực thi thực hành thiên cơ, chứ không nói thiên cơ. Và tôi là một người được thiên mệnh, được cha trời, được mẹ đất cắt cử ra là đặc sứ của cha mẹ để báo đến người Việt Nam vinh quang của chúng ta, và thông báo đến những vị sẽ được tồn tại còn lại sau khi thành lập cái thiên đàng mới tại thế, tại quả cầu mới với 18 nước. Giờ đây, để thực thi cái công việc đó, tôi là một người trong cả vô vi lẫn hữu vi. Hữu vi là phải có bổn phận chăm lo đến sinh mạng đời sống của mọi người Việt Nam và mọi người trong 18 nước sẽ được tồn tại. Và tôi là người hoàn toàn thực thi cái thiên cơ của sách Khải Huyền đã đưa ra, cũng như thực thi cái thiên cơ mà ấn định để thành lập cái quả cầu mới. Chính vậy cho nên tôi phải trải qua từ năm 1983 đến bây giờ là phải sống và làm, viết bao nhiêu những sách, tất cả những cái gì sẽ xảy ra, đã xảy ra thì tôi đã xuất bản cuốn sách Việt Nam Thất Sơn Thánh Địa và 23 năm nay. Và bây giờ là cái lúc mà cuốn sách của tôi nó đúng y như vậy. Thế cho nên hôm nay tôi lại một lần nữa cùng cống hiến với cái tuổi già sức mọn, nhưng vẫn quyết tâm để hầu đến người Việt Nam, dân tộc Việt Nam, con rồng cháu tiên thực thi. Và như tôi đã tuyên bố, trong năm nay bốn nước sẽ phải đi trước, đó là nước Tàu, nước Mỹ, nước Nga và nước Nhật sẽ được cứu một phần, để sẽ còn lại nước Tàu, nước Nhật mới. Nước Tàu xóa sổ, nước Mỹ còn lại bốn tiểu bang, và nước của chúng ta ngự trị để trông coi, để chăn dắt toàn nhân loại của 18 nước mới. Vì vậy, chúng tôi lời nói và việc làm
có đi đôi với nhau hay không thì mời quý vị coi chúng tôi trích mười mấy phút qua cái bộ phim của một cái kênh đã đăng tải và chúng tôi đăng lại để hầu đến tất cả chư thiên vị và quý khán thính giả của kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức. Tại sao tôi nhấn mạnh nhiều đến quý khán thính giả của kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức? Bởi vì những người khán thính giả đã theo dõi cái kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức là những người sẽ được gặp cận kề làm việc với tôi sau khi nước Việt Nam trở thành thánh địa của nhân loại. Xin cảm ơn quý vị và xin mời quý vị coi cái bộ phim tiếp sau. Xin cảm ơn quý vị. Và trước khi chuyển đến cái phim mà giới thiệu đến quý vị, chúng tôi trân trọng mời tất cả chư thiên vị và quý vị khán thính giả của kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức nghe bản kèn trời để làm ấn chứng là chúng tôi nói gì, nói đâu, có đó, nói gì, làm đó. Xin chúc quý vị vạn an và như ý. Kèn trời vang vọng năm châu, từ thiên xuống địa, nơi đâu cũng tường. Con người cuộc sống vô thường, đến kỳ sàng lọc tựa nương trồi nào. Ơn của cha mẹ trên cao, nhiều lần đã giáng ngọt ngào lời châu, khuyên con tu học từ lâu. Mẹ cha bắt nối nhịp cầu cứu nguy, bây giờ đến lượt dự thi, con nào hiếu đặng thì vào hồi hoa. Kèn trời đã thổi vang xa, báo cho nhân loại kỳ ba tận rồi. Hãy mau tỉnh giấc đi thôi, cầu cha khấn mẹ vun bồi mầm xanh. Khẩn cầu tấm phai chân thành, may ra còn có cha trời đoái thương. Nếu như nghe mà chẳng tương, địa cầu đón nhận tai ương dập dồn, người chết không có nơi chôn, không người đưa tiễn, xác hồn tiêu tan. Sống truyền và linh đã ban, người không tu sửa không than làm gì. Kỳ này ai hiếu đặng thi, vào thời thánh đức không thì lỡ duyên. Kèn trời báo hiệu khắp miền, thời khắc đã điên, còn hiền nơi đâu? Mẹ cha bua lưỡi buông chài, kèn trời báo hiệu lần hai đó rồi. Hỡi con nhân loại khắp nơi, tình cha lòng mẹ lệ rơi cuối màn. Luật trời không được luận bàn, thiên ý đã định muôn ngàn thời nay. Cho nên chẳng được đổi thay, thiên đàng tại thế ở ngay cõi trần.
Nếu như nghe mà chẳng thương, địa cầu đón nhận tai ương dập dồn. Người chết không có nơi chôn, không người đưa tiễn, xác hồn tiêu tan. Sấm truyền và lệnh đã ban, người không tu sửa, không than làm gì. Kỳ này ai hiểu đặng thi, vào thời thánh đức không thì lỡ duyên. Kèn trời báo hiệu khắp miền, thời khắc đã điểm, còn hiền nơi đâu? Mẹ cha bua lưỡi buông chài, kèn trời báo hiệu lần hai đó rồi. Hỡi con nhân loại khắp nơi, tình cha lòng mẹ lệ rơi cuối màn. Luật trời không được luận bàn, thiên ý đã định muôn ngàn thời nay. Cho nên chẳng được đổi thay, thiên đàng tại thế ngày coi trần. Cho nên chẳng được đổi thay, thiên đàng tại thế ở ngày coi trần. Đại đào thải trong Kinh Thánh đang bắt đầu. Cuối năm 2019, cả thế giới xót xa khi 5,9 triệu hecta rừng ở Úc bị cháy rụi. Bầu trời rực lửa ở đất nước chuột túi những ngày ấy đã khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Con người bỗng có một cảm giác về cuộc sống mong manh nhỏ bé. Sự tiến bộ của nhân loại cũng chẳng giúp chúng ta thoát khỏi những thảm họa của tự nhiên. Từ trong linh cảm, con người dần dần vô thức mà nghĩ về một sự kiện đáng sợ được tiên tri hàng ngàn năm trước. Phải chăng đại đào thải đã bắt đầu? Ba vụ cháy rừng ở Úc, Indonesia và ở Amazon là ba vụ cháy lớn nhất và thiệt hại nặng nhất chỉ trong 2 năm ngắn ngủi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Lật lại những cổ thư từ cổ chí kim có thể thấy thiên tai nhân họa xuất hiện chưa bao giờ là vô duyên vô cớ. Mặt trời mọc và lặn tự theo giờ định sẵn, thủy triều lên hay rút đều có trật tự, trong cõi vô minh tự có thiên ý. Trong những năm tháng dài đằng đẵng của vũ trụ, tầng tầng lớp lớp sinh mệnh tại các không gian ngang dọc trải qua quá trình thành trụ hoại diệt đi cho đến hôm nay, cuối cùng lưu lại cho con người thế gian rất nhiều những lời tiên tri. Trong số các lời tiên tri cổ kim, không lời tiên tri nào có thể sánh với Khải Huyền về mức độ kinh tâm động phách và được nhiều người biết đến. Thiên tai khủng bố, ôn dịch, đại chiến chính tà và phán xét cuối cùng của thần, tất cả đều được truyền tải trong Khải Huyền. Từng lời từng chữ thảy đều cực kỳ khiếp hãi với tà ác, là lời cảnh báo và là đòn chí mạng hướng đến thế giới. Khải Huyền hoặc Khải Thị là cuốn sách cuối cùng của Tân Ước được viết theo thể văn Khải Huyền. Từ Khải Huyền bắt nguồn từ từ ghép Hy Lạp là apokalypsis, trong đó apo nghĩa là lấy đi, cất đi, kalypsis nghĩa là tấm màn che. Vậy Khải Huyền có nghĩa là vén màn cho thấy điều bí mật che khuất bên trong. Trong Khải Huyền có đoạn giúp chúng ta vén màn bí mật về thảm họa cháy rừng ở Úc.
bắt đầu từ chương 8 trở đi, cuốn sách mô tả về đại kiếp nạn hay là cơn thịnh nộ của các vị thần đổ lên khắp địa cầu. Bảy vị thiên sứ sẽ mang đến cho con người những đại kiếp nạn lần lượt, từng kiếp nạn sẽ đổ lên rừng, biển, bầu trời, các ngôi sao và cuối cùng là cho con người. Nguyên văn Khải Huyền. 807, vị thiên sứ thứ nhất thổi kèn thì có mưa đá và lửa trộn với máu ném vào trái đất. 1/3 trái đất bị thiêu đốt, 1/3 cây cối bị thiêu trụi và tất cả cỏ xanh bị thiêu hủy. 808, vị thiên sứ thứ nhì thổi kèn thì có vật gì giống như một núi lớn đang phật cháy bị ném vào biển, 1/3 biển biến thành máu. 809, 1/3 các sinh vật sống trong biển chết và 1/3 tàu bè ghe thuyền bị tiêu hủy. 810, vị thiên sứ thứ ba thổi kèn thì có một ngôi sao lớn cháy phần phần như một ngọn đuốc từ trời lao xuống, 1/3 các sông ngòi và các suối nước. 811, tên của ngôi sao ấy là ngải đắng và 1/3 các nguồn nước trở thành ngải đắng. Nhiều người chết vì nước ấy bởi nước đã hóa trà đắng. 812, vị thiên sứ thứ tư thổi kèn thì 1/3 mặt trời, 1/3 mặt trăng và 1/3 các ngôi sao bị đánh đến nỗi chúng bị tối đi 1/3. 1/3 ban ngày không có ánh sáng và 1/3 ban đêm cũng vậy. 813, bấy giờ tôi thấy và nghe một con chim đại bàng bay giữa trời kêu lớn: khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những ai sống trên đất vì tiếng kèn của ba vị thiên sứ khác sẽ thổi. Trong đoạn 807 mô tả chính xác một trận hỏa tai khủng khiếp sẽ đến, gây ra sự hủy diệt cho 1/3 hệ thực vật trên toàn trái đất. Hiện nay, vụ cháy rừng ở châu Úc đã lớn đến mức kiểm soát. Nếu nhìn vào ảnh chụp từ ngoài không gian mà nhìn vào trái đất, sẽ thấy châu Úc như một vết thương hở đang rỉ máu. Trước đó, vào năm 2019, nhân loại phải đối mặt với nhiều vụ cháy lớn khắp châu Mỹ, rừng Amazon, khắp các bang Hoa Kỳ, châu Phi. Điều này khiến con người không khỏi rùng mình. Phải chăng giai đoạn này chính là đang ứng nghiệm với lời tiên tri về đại nạn đầu tiên, hỏa thiêu đối với cây cỏ, côn trùng, chim chóc và thú vật trên mặt đất. Những âm thanh kỳ lạ xuất hiện khắp nơi. Trong Kinh Thánh Khải Huyền, điềm dự báo chung trước mỗi đại kiếp nạn chính là tiếng kèn báo hiệu của các vị thiên sứ. Chẳng hạn, trong 806 và 807 viết: 806, bấy giờ bảy vị thiên sứ chuẩn bị thổi kèn. 807, vị thiên sứ thứ nhất thổi kèn thì có mưa đá và lửa trộn với máu ném vào trái đất. Điều này cho thấy rõ tiếng kèn từ thiên thượng chính là dấu hiệu khởi đầu cho sự trừng phạt của các vị thần. Trùng hợp là hơn một thập kỷ qua, trên thế giới liên tục xuất hiện những âm thanh bí ẩn đến từ bầu trời. Rất nhiều thông tin cùng video ngắn xuất hiện trên mạng đã dẫn chứng cho hiện tượng này. Chúng được người dân trên khắp thế giới, từ Canada, Ukraine đến Mỹ, New Zealand, Anh, Úc ghi lại. Điều đặc biệt là những âm thanh phát ra thực sự giống tiếng kèn từ không gian vũ trụ truyền đến trái đất. Theo đó, nhiều nhóm người thuộc Kitô giáo đã đưa ra cảnh báo đó chính là dấu hiệu của sự trừng phạt mà Thượng Đế giáng xuống con người. Họ kêu gọi con người hãy mau sám hối và thực hành đức tin vào Thượng Đế. Dưới đây là một số video nổi bật về tiếng kèn từ vũ trụ được các trang mạng đăng tải. You guys hear that?
It sounds like it's... Những âm thanh này ngày càng xuất hiện nhiều trên các mặt báo, thu hút sự quan tâm đông đảo của người dùng mạng. Thậm chí, một số chuyên gia và nhà khoa học đã vào cuộc nghiên cứu về nguồn gốc của chúng. Một trang web mang tên strangesound.org cũng đã được thành lập để ghi lại hiện tượng này. Trong đó, người ta tổng hợp được một danh sách hơn 150 video về những tiếng kèn từ vũ trụ. Chỉ riêng những ngày đầu năm 2020 đã có 10 video được gửi về cho trang, chủ yếu từ Anh và Mỹ. Âm thanh lạ ở San Antonio, Texas ngày 2 tháng 1 năm 2020. Bầu trời đỏ trong kinh thánh và tiếng kèn trumpet ngày 3 tháng 1 năm 2020. Những âm thanh này khiến người ta không khỏi cảm thấy khiếp sợ vì nó quá trùng khớp với tiếng kèn được mô tả trong Kinh Thánh. Thêm vào đó, những vụ cháy lớn tại rừng Amazon, nước Mỹ, châu Phi, châu Úc thời gian qua dường như cũng trùng hợp với lời tiên tri 1/3 trái đất bị thiêu đốt. Phải chăng dự ngôn về thảm họa đầu tiên mà các vị thần giáng xuống con người đã ứng nghiệm? Hỏa tai chỉ mới là sự bắt đầu, điều tiếp theo sau đó e là đáng sợ hơn nhiều. Cụ thể, theo những gì được ghi rõ trong Khải Huyền, con người sẽ lần lượt phải đối mặt với những thảm họa sau. Núi lửa phun nham thạch, 1/3 sinh vật trên biển bị chết, 1/3 tàu bè bị tiêu hủy. Thiên thạch va vào trái đất, 1/3 sinh vật trong sông ngòi bị hủy diệt. Thảm họa vũ trụ gây ra sự hủy diệt đối với các vì sao trên bầu trời. Không những thế, sau khi 4 thiên sứ mang đến tai ương cho địa cầu, sẽ xuất hiện một con đại bàng báo hiệu vẫn còn những tai ương kế tiếp. Như mục 8:13 trong Khải Huyền viết, 8:13, bấy giờ tôi thấy và nghe một con chim đại bàng bay giữa trời kêu lớn, khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những ai sống trên đất vì tiếng kèn của 3 vị thiên sứ khác sẽ thổi. Vậy liệu những dự đoán trong Khải Huyền có trở thành sự thật? Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời ở tương lai. Và sứ mệnh của Khải Huyền cũng như tất cả những lời tiên tri khác không phải là vẽ ra một viễn cảnh tăm tối để hù dọa con người. Đó là một lời cảnh báo và mở ra cơ hội để con người được lựa chọn. Lựa chọn đứng về phía thiện lương chân chính hay ủng hộ những kẻ tà ác. Khi vở kịch chưa hạ màn, vẫn còn cơ hội cho cả loài người.